quan trọng. Như vậy đối với cách thứ hai, cách một nè, cách một mình phải tạo một cái lớp riêng, cách một mình phải tạo một cái lớp riêng là My Trade, phải có cái lớp này. Còn đối với lại cách hai là chỗ này mình không cần cái My Trade này, thì để lại cho các bạn thấy thôi. Chỗ này mình cho nó chú thích đi. Mình sẽ sử dụng Trade và T1 bằng New New Trade, nhưng nó không phải là ở trên này nè. Mình New Trade không có tham số, không có gì hết, bởi vì ở bên kia mình đã viết cái hàm, mình đã override lại cái phương thức run rồi. Còn bên này mình sẽ chạy trực tiếp, thì lúc này các bạn thấy là người ta đưa lên cho mình rất nhiều cái hàm khởi tạo, và các bạn học bất kỳ ngôn ngữ nào các bạn cũng nên xem, không chỉ đơn thuần là một phương thức khởi tạo, mà ở đây nó viết một bao nhiêu nào, 2 3 4 5 đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 phương thức khởi tạo cho trade, chứ không phải một. Ví dụ như chỗ này là không có tham số, thứ hai là đưa cái runnable vô, thứ ba là đưa cái tên, mình muốn đặt cho cái tiểu trình này là tên gì thì mình đặt tên cho nó. Còn lúc nãy là mình lấy cái tên mặc định là nó đã để là trade 0 1 2 3. Còn bây giờ mình đặt luôn Hồng Hoa Huệ Cúc gì đó, mình đặt tên vô đây, thì tí nữa mình get name nó sẽ ra đúng cái tên đó cho mình, được không? Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái này, dùng này mình double click vô đây đi ra nấu. Mình ở chỗ này bạn sẽ new, với bạn sẽ new runnable đây, bạn sẽ new một cái runnable ở đây, bạn sẽ new một cái runnable, thì nó sẽ yêu cầu các bạn là khoan, mình viết cái runnable phía kia, mình viết một cái runnable 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 trong này, mình cái interface runnable nó có một cách runnable new runnable my thread. Để tí nữa viết cách thứ ba luôn. Ok, như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng một cái mineable. Nó có một cách nữa là bạn không cần viết cái này luôn, bạn viết trực tiếp ở bên trong. Nếu như vậy thì nó giống như cái hồi nãy, nó giống như cái hồi nãy, thay vì là mình kế thừa từ cái crack, thì mình sẽ implement từ cái, mình thực thi từ cái interface. Thì các bạn sẽ viết cái phần demo này đi, nó cũng vậy y chang, không có gì khác hết. Bây giờ mình sẽ thử vào trong cái nút nè, thử vào trong cái nút để mình chạy trực tiếp coi nó như thế nào. Ở đây người ta đang demo cho các bạn là với một cái frame mình kế thừa từ frame và mình implement cái rainbow luôn. Sau đó thì trong cái nút này nè, trong cái nút này mình sẽ tạo một cái sự kiện và mình cho cái T1 của mình nó start. Vậy T1 làm gì đây? T1 ở dưới này y bằng không override new. Ok, như vậy phía bên trên này chúng ta sẽ có một cái demo trong cái slide 6. Chỗ này bỏ đi, sẽ thể tạo một cái form. Cái chữ form
và chữ prem là hai khái niệm khác nhau, nhưng mà người ta hay bị lẫn lộn với nhau. Ví dụ như cái này nè, chúng ta gọi chung nó là form, form nhập liệu. Và form này được tạo từ reframe, reframe. Đó. Cái form này được tạo từ reframe, cho nên là người ta hay bị nói chung chung cái đó. Mình nêu một cái reframe và mình đặt cho nó theo slide là gì đây? Red demo. Red demo ha. À, các bạn đặt cái chỗ này giúp thầy nè. Ở trong cái slide người ta để là red demo, nhưng mà các bạn đặt là các bạn đặt demo red giùm thầy. Bởi vì các bạn, bởi vì khi các bạn gõ cái chữ red á là nó sẽ hiểu nhầm cái class mà red đang có sẵn. Cho nên nó khó sử dụng lắm. Bạn để demo trước. Demo ha, demo red. Đây cái reframe của chúng ta. Demo red nè, đang được kế thừa từ reframe. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái nữa là các bạn implement cái runnable vào. Implement runnable. Khi mà implement cái này vào thì nó sẽ báo lỗi, bởi vì bạn thực thi một cái, thực thi gì? Interface. Thì cái interface thì bản chất của nó là tất cả đều abstract, thì mình phải định nghĩa lại một phương thức nào đó. Thì chỗ này nó yêu cầu mình là phải định nghĩa lại, và mình implement abstract methods, nó yêu cầu mình là phải định nghĩa lại cái phương thức. Và mình đã định nghĩa ở dưới này, đây run. Run. Và trong cái run này của mình sẽ viết lại. Run này của mình sẽ viết lại. Run này chúng ta sẽ làm gì? Lặp lại cho đến vô tận while 2. Và chỗ này mình sẽ lấy là BT1 set test cộng với cái count. VT1 set test cộng count. Như vậy cái count này mình sẽ khai báo ở bên ngoài. Ở đây mình sẽ khai báo int count bằng 0 chấm phẩy, count bằng 0 chấm phẩy. Và mình sẽ có cái nút là btnt1. Thì trong cái form của mình sẽ tạo một cái button ở đây. Mình sẽ đặt cái nút này là btnt1 ha, btnt1. Trong cái nội dung của run thì chúng ta sẽ viết cái btnt1 đó. btnt1 chúng ta sẽ chọn là lặp lại liên tục, và btnt1 hiển thị con số lên. Dừng 0.1 giây, tăng lên và lặp lại. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng while true. While true để làm gì? While true để làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái try get. Như vậy chỗ này để mà viết nhanh, viết nhanh thì chúng ta tận dụng nó luôn là red.slip. Red.slip và mình slip là khoảng cỡ 100 cho nó chậm tí xíu. Và lúc này on enter mình không cần chuột nữa. Antanas enter nó bảo mình phải chèn try catch. Rồi, nhanh gọn. Mình không cần viết try catch luôn. Mình viết matrix xong nó biểu try catch. Antanas enter một cái là tự động nó thêm try catch. Ở chỗ này chúng ta sẽ lấy btnt1.setTest. Set cái gì? Mình set cái count vô được không? Tại sao nó lỗi? Sao là khổ số?
mà trong cái hàm set test nó yêu cầu là cho nên mình cộng với một chuỗi thì nó chuyển đổi mặc định số cộng chuỗi ra chuỗi. Còn chuỗi này của mình chỉ là một cái rỗng thì nó vẫn là chuỗi. Làm gì nữa? Ở phía bên get chúng ta chọn break. Trong phần này chúng ta sẽ count cộng cộng, tăng cái count lên, tăng count lên. Mình xử lý sự kiện cho nút bấm. Nút bấm này nè. Mình để nút bấm là start đi ha. Start. Chạy nó lên. Run. Khi mà mình bấm start này thì bên trong này chúng ta sẽ làm gì? Read. Read T1 bằng new read. Và mình đưa cái gì vô đây? Mình đưa chính cái lớp này, this. Tại vì cái lớp này mình đã implement cái runnable rồi thì nó mới biết, nó chạy cái hàm này nha. Nó mới chạy cái hàm này nè. Còn nếu mà mình không đưa cái this vào thì nó không chạy đâu. Lý do tại sao mà người ta đưa cái chỗ này là this. Rồi, B1.stack. À, xin lỗi, T1.stack. Đây, T1 là cái này. T1.stack. Chạy. Mình chưa viết cái lệnh tiếp theo. Đây. Stack của mình nè. Bấm stack ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong bài người ta viết thêm gì? Người ta viết thêm gì? Disable cái này đi. Tại vì sao? Tại vì nếu như bây giờ thầy bấm nữa nè. Thầy bấm nữa lần nữa nha. Đó. Nó không có tác dụng gì hết. Bấm lần nữa. Tại vì nó đã được khởi tạo thì khởi tạo một lần. Bây giờ mình sẽ thêm một cái nút nữa coi. Đây, chỗ này chúng ta để cái nút này là stop. Và chúng ta sửa lại cái tên là btn stop đi. Btn stop. Đây, vấn đề của các bạn nè. Chú ý nha. Cái T1 này là biến gì đây? Biến cục bộ trong cái phương thức này thôi. Vậy làm sao để mà bên cái chỗ cái nút stop này mình có thể gọi để mình stop nó được? À, đẩy nó thành toàn cục. Được không? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ thử lại chỗ này. Red T1 này copy ra. Làm gì nữa đây? Chúng ta tạo ở đây cũng được các bạn. Nhưng nếu như mà trong quá trình mà các bạn code á, cứ gặp đâu tạo đó, cực kỳ nguy hiểm. Không biết đường chỗ nào mà quản lý hết. Cho nên tốt nhất là mình khai báo trên cùng tất cả các biến. Mình muốn khai báo thì khai báo trên cùng. Mình kéo nó lên. Kéo nó lên trên. Mình khai báo ở trên cùng. Đây. Khai báo ngay phía trước cái. Trước cái hàm khởi tạo. Sau hàm khởi tạo. Ok. Sau hàm khởi tạo là ok ha. Rồi ở chỗ này. Chúng ta sẽ bỏ cái T1 này đi. Nó lấy cái T1 toàn cục. Vậy chỗ này chúng ta lấy T1.stop. T1.stop. T1
chạy thử coi, hên xui. Start. Stop. Dừng. Là hên đúng không? Chạy được. Start. Chạy lại. Tiếp tục. Stop. Mình muốn ra một cái ô khác được không? Được. Mình muốn ra một cái vị trí khác để cho nó hiển thị chứ không phải là hiển thị trong cái nút đó. Thì mình làm sao? À, giả sử mình đưa cho trong này một cái label. À, mình đưa vô đây cái label. Và mình đặt cho nó biến là L B L number. L B L number. Và chúng ta cho cái size của nó lớn lên. Size trên chứ. Size 24 đi. In đậm đi. Nhìn cho nó rõ. Rồi, cái label của mình. Cái stack này, chúng ta sẽ xử lý cái này ở chỗ cái ring này nè. Chúng ta đổi lại tí xíu. Không phải là btn1 nữa mà là lbl number.setTest. Đổi lại. Stack, stop. Rồi, ok. Đổi lại. Bây giờ mình không hiển thị ở trên cái nút nữa mà mình hiển thị trên label. Run. Start. Stop. Chạy, dừng, chạy, dừng. Được không? Mở rộng của bài này cũng đồng thời là bài làm thêm của lớp 6. Làm cho thầy một cái trò chơi. Được chưa? Có 3 ô. Có 3 ô. Ô thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ ba sẽ random từ 1 đến 100. Hoặc là từ 1 đến 10 cho nó dễ trúng. Từ 1 đến 10 dễ trúng, đúng không? Và khi chúng ta bấm start thì tùy các bạn xử lý nha. Tùy các bạn xử lý. Ví dụ như là các bạn bấm start thì ba cái cùng chạy. Xong rồi lúc mà mình bấm stop là ba cái cùng dừng. Và ba cái cùng dừng mà trùng số, trùng ba số là giải đặc biệt. Trùng hai số là giải khuyến khích. Ví dụ vậy, mình cho trò chơi như vậy. Còn nếu như mà các bạn có thể xử lý hay hơn là các bạn có ba số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Ví dụ như hàng đơn vị dừng trước. Rồi, khoảng cỡ 3 giây sau, hàng chục dừng. Cỡ 3 giây sau, hàng trăm dừng. Thì nó tăng cái độ hấp dẫn lên. Và nó phức tạp hơn cái đoạn code của mình. Tùy các bạn xử lý. Được không? Như vậy là nó thiên biến vạn hóa trong cái bài này. Các bạn muốn viết gì viết. Viết sao mà nó ra được cái trò chơi là được. Thì các bạn sẽ thông báo cho người ta. Thông báo cho người ta là gì? Trúng giải đặc biệt hay là trúng giải khuyến khích hay là không trúng. Và chú ý nè. Alo. Alo. Chú ý là trong cái ô này của các bạn á. Đây. Rồi. Chú ý là trong cái số này nè. Nghe chứ không làm sai. Các bạn phải cho nó random từ 1 đến 10 thì nó mới tạo được bộ ngẫu nhiên. Chứ các bạn for tệ từ 0 đến 10 là nó không ngẫu nhiên đâu. Nó cứ không, đứa nào cũng không, một đứa nào cũng một là trúng giải đặc biệt suốt luôn á. Được không? Cho nên cứ mỗi lần là các bạn stack thì các bạn sẽ random ra một con số. Và số đó từ 0 đến 10 hay là từ 0 đến 100 là tùy mình.
Đấy là bài tập làm thêm. Tạo trò chơi, tạo ghi mini game.